Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy, ngày 1 tháng 12 năm 2018 của Đài Phát Thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc tại huyện Kim Động về công tác phát triển nông nghiệp nông thôn. Nhiều vườn cam bố hạ ở huyện Phù Cừ cho hiệu quả kinh tế cao. Toàn tỉnh có hơn 11.000 hộ đạt danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu Tàu Hiền. Ngân hàng BIDV Việt Nam tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó tại huyện Ân Thi. Thùng bánh mì từ tâm, việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa của nhóm thiện nguyện từ tâm huyện Văn Giang. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 11, Thành ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 17. Đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị. Kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Hồng Quảng đã ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị thành phố trong việc khắc phục các vấn đề tồn tại trên địa bàn thành phố trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, thời điểm từ nay đến hết nhiệm kỳ, các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể thành phố và phường xã cần cố gắng nỗ lực hơn nữa, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó trước mắt là lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh ở cả cấp thành phố và phường xã, làm tốt việc giải phóng mặt bằng xây dựng đền trần, đền mẫu, theo dõi đẩy mạnh thực hiện chương trình 10 của Thành ủy và phong trào chiều thứ 6 vì thành phố Hưng Yên sạch đẹp, nhằm xây dựng thành phố đồng bộ, vừa phát triển kinh tế, vừa giữ gìn nét văn hóa của vùng đất Phố Hiến. Huyện Kim Động vừa tổ chức tổng kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Công lưu ý, cơ quan quân sự các cấp của huyện Kim Động trong thời gian tới cần phối hợp với các cơ quan liên quan, triển khai các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019, đảm bảo công khai, dân chủ, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên trong việc vận động con em tham gia thực hiện luật nghĩa vụ quân sự nhằm đảm bảo 100% chỉ tiêu giao quân với chất lượng tốt. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chung tay xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ động viên, xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương và phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên năm 2018 được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện biểu dương khen thưởng. Năm 2018, toàn tỉnh có trên 11.000 gia đình được công nhận danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu Thảo Hiền. Trong đó, cấp tỉnh là trên 660 gia đình, cấp huyện 4.300 gia đình, cấp xã trên 6.600 gia đình. Đây là những gia đình đảm bảo được các tiêu chí như gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao, đoàn kết tương trợ trong cộng đồng làng xóm, thực hiện tốt trách nhiệm công dân, ông bà cha mẹ được quan tâm chăm sóc, phụng dưỡng, quan hệ vợ chồng bình đẳng, hạnh phúc, con cháu sống hiếu thảo, kính trên nhường dưới, các thành viên yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Chương trình sẽ được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tiến hành kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2018 tại huyện Kim Động. Năm 2018, nông nghiệp nông thôn huyện Kim Động đạt nhiều kết quả nổi bật. Năng suất lúa đạt 62 tạ 1 ha, tăng 6,4% so với năm 2017. Toàn huyện có 25 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động. Tổng diện tích chuyển đổi năm 2018 là trên 560 ha. 10 trên 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 trên 16 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí nông thôn mới. Tuy nhiên, tình hình phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện còn hạn chế như công tác xử lý đất tư tư, đất không pha còn chưa quyết liệt. Hầu hết các hợp tác xã còn thiếu trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh, ruộng đất sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ. Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã tiếp thu ý kiến kiến nghị của đại biểu huyện Kim Động, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy, chính quyền huyện Kim Động cần định hướng nhân rộng các mô hình trồng trọt chăn nuôi hiệu quả, nhất là mô hình sản xuất theo hướng VietGAP, giảm tỷ lệ trồng trọt và tăng tỷ trọng chăn nuôi dịch vụ nông nghiệp, đẩy mạnh cấy lúa chất lượng cao, chú trọng việc phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới tại những xã đang trong lộ trình phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2018. Thực hiện cam kết giữa người dân với chính quyền và doanh nghiệp, sau khi giao đất cho dự án, xã Phụng Công huyện Văn Giang đã tổ chức cho các hộ dân bốc thăm xác định vị trí đất dịch vụ liền kề. Trong đợt một này có 1.300 hộ, trong tổng số 1.400 hộ dân đủ điều kiện được dự bốc thăm chọn vị trí đất. Sau khi chọn vị trí, các hộ phải nộp 50% số tiền để xây dựng hạ tầng, trung bình mỗi mét vuông khoảng 800.000 đồng. Dự kiến khoảng nửa cuối năm 2019 sẽ tiến hành giao đất ngoài thực địa. Vị trí quy hoạch khu đất dịch vụ nằm ngoài bãi, nằm dọc ven đê sông Hồng, tổng diện tích quy hoạch khoảng 23.000 m2. Đây cũng là nội dung nằm trong cam kết giữa người dân với chính quyền và doanh nghiệp, nhằm tạo điều kiện để người dân làm dịch vụ, tăng thêm thu nhập ổn định cuộc sống sau khi đã thực hiện giao đất cho dự án. Việc làm này không chỉ tạo niềm tin trong nhân dân mà còn góp phần ổn định tình hình an ninh nông thôn, đồng thời tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện những dự án tiếp theo. Sáng ngày 30 tháng 11, Ủy ban nhân dân phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên đã tổ chức cưỡng chế đối với hộ ông Trần Văn Dùng và bà Dương Thị Nền với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, lấn chiếm đất công tại ngõ đi chung số 51 thuộc đường Phô Hiến, khu phố Phô Hiến, phường Hồng Châu. Ngõ 51 đường Phô Hiến là ngõ đi chung của ba hộ do Ủy ban nhân dân phường Hồng Châu quản lý. Tuy nhiên, hộ ông Dùng, bà Nền đã tự ý xây tường, chặn cổng sắt chắn ngang qua, đồng thời dựng khung sắt lập mái tôn lấn chiếm không gian, làm cản trở việc đi lại tại ngõ đi chung. Với tinh thần khẩn trương và cương quyết, các lực lượng tham gia cưỡng chế đã tập trung tháo dỡ toàn bộ các hạng mục nằm trong phạm vi vi phạm, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Được biết trước đó, Ủy ban nhân dân phường Hồng Châu đã nhiều lần tổ chức các lực lượng đến giải thích, tuyên truyền, vận động gia đình tự tháo dỡ, thậm chí ban hành các quyết định cưỡng chế, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, hộ ông Dùng, bà Nền vẫn cố tình chây ỳ không thực hiện. Ngay sau khi hoàn tất việc cưỡng chế, Ủy ban nhân dân phường Hồng Châu giao cho các lực lượng chức năng thường xuyên tiến hành kiểm tra, theo dõi việc sử dụng đất, kiên quyết không để hộ ông Dùng, bà Nền tiếp tục có các hành vi tái chiếm vi phạm, nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Hiện nay, huyện Phù Cừ đang bước vào thu hoạch vụ cam bố hạ, giống cam đặc sản của địa phương, nhiều vườn cam cho thu lãi vài trăm triệu đồng mỗi năm. Huyện Phù Cừ có hơn 110 mẫu cam bố hạ, trong đó xã Nguyên Hòa trồng hơn 80 mẫu. Nhiều gia đình trồng với diện tích lớn từ 1 đến 3 mẫu, cho thu từ 300 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, như hộ anh Đặng Thành Nhơn, ông Đào Xuân Quyết, Đỗ Văn Ngàn ở xã Nguyên Hòa, ông Nguyễn Văn Kỳ, Nguyễn Ngọc Khoa, xã Tam Đa. Cam bố hạ rất dễ trồng, gần như không phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Giống cam này có quả to, mọng nước, bình quân mỗi quả nặng khoảng 600 g, có quả nặng trên 1 kg. Bình quân mỗi sào người dân trồng 30 gốc cam cho thu 3 tấn quả. Với giá bán hiện nay là 15.000 đồng 1 kg, người dân thu lãi khoảng 30 triệu đồng một sào. Nhằm nâng cao chất lượng canh tác, những năm qua xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ đã chuyển đổi nhiều diện tích cây lúa sang trồng bưởi cho hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với cây lúa. Hiện nay toàn xã có gần 20 hộ trồng bưởi với tổng diện tích trên 15 mẫu, tập trung nhiều ở thôn Xuân Điểm và thôn Tam Nông. Các giống bưởi chủ yếu là bưởi da xanh và bưởi diễn. Theo người dân ở đây cho biết, cây bưởi là loại cây trồng thích nghi tốt với đồng đất địa phương, ít tốn công chăm sóc, tỷ lệ đậu quả sai nên giá trị kinh tế từ cây bưởi mang lại cao. Hiện nay, bưởi của các hộ đều được thương lái ký hợp đồng thu mua với giá cao dao động từ 25 đến 35.000 đồng một quả bưởi diễn, 60.000 đến 70.000 đồng một quả bưởi da xanh. Trừ chi phí, nhiều hộ cho thu lãi trên 100 triệu đồng một năm như gia đình anh Nguyễn Thành Đồng ở thôn Tam Đông, anh Đào Văn Hùng ở thôn Dung. Ngày 30 tháng 11, Ban Kế hoạch Chiến lược Ngân hàng BIDV Việt Nam phối hợp với Phòng Giáo dục huyện Ân Thi tổ chức tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện. Theo đó, thỏa thuận này được ký trong thời gian 3 năm, trị giá 150 triệu đồng dành cho các hoạt động an sinh giáo dục, chắp cánh ước mơ cho các em học sinh nghèo trên địa bàn huyện. Ngay sau lễ ký kết, Ban Kế hoạch Chiến lược, Ngân hàng BIDV Việt Nam đã trao tặng 40 chiếc xe đạp, mỗi chiếc trị giá 1.300.000 đồng cho 40 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi khối trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần tạo điều kiện cho các em học sinh nghèo tiếp tục đến trường, khích lệ động viên các em tiếp tục vươn lên học giỏi để trở thành con ngoan trò giỏi, những chủ nhân tương lai của đất nước. Thưa quý vị và các bạn, đều đặn từ 2 tháng nay, Dược sĩ Nguyễn Tuấn Anh cùng nhóm thiện nguyện Từ Tâm lại đem những thùng bánh mì từ thiện giúp đỡ nhiều bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Văn Giang. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Truyền thanh huyện Văn Giang. Cứ 6 giờ sáng thứ hai hàng tuần, Tuấn Anh đã có mặt tại tiệm bánh, tự tay lựa chọn những chiếc bánh mì thơm ngon cho vào thùng bảo quản cẩn thận. đến quầy số 6. Cùng ở thời điểm đó, ở trung tâm y tế Văn Giang, những người bạn của Tuấn Anh trong nhóm Tử Tâm cũng đã có mặt để tham gia vào công việc này. Niềm vui của họ là được thấy những nụ cười trên khuôn mặt của các bệnh nhân tại đây. Rất vui là ở cái địa chỉ của trung tâm y tế Văn Giang Hưng Yên này là có bạn Tuấn Anh rất là nhiệt huyết trong cái việc làm từ thiện này. Tết Trung thu vừa rồi thì bạn có nói chuyện em muốn tổ chức một cái chương trình vầng trăng cho em ở trung tâm y tế Văn Giang Hưng Yên này là 80 suất. Mục đích của bọn em làm sao để san sẻ bớt cái khó khăn cho các bệnh nhân. Việc nào có ý nghĩa với bệnh nhân, tại vì bệnh nhân đa số là bây giờ đi khám là khám gì nhỉ? Đi khám này thông thường hay xét nghiệm thử máu ấy thì đa số là nhịn thì bây giờ khám xong là được cái bánh mì này thì là cũng là quá là có ý nghĩa nhiều chứ ạ. Cũng như là mọi người khác thôi. Này em không có muốn là các anh chị ở bên từ thiện mà luôn làm được việc thiện này để cho mọi người dân và những người bệnh nhân chúng em được nhận những các món quà này thì chúng em rất là xin cảm ơn. Em nghĩ là nếu như mà các nhà từ thiện ấy, nếu mà mình có điều kiện hơn ấy, thì mình nên tổ chức thêm ở một số địa điểm khác, không chỉ riêng ở bệnh viện. Ví dụ như là ở các trạm xe buýt. Về tương lai thì em cũng sẽ cố gắng làm sao để kêu gọi được thêm kinh phí. Các nhà hảo tâm, tấm lòng nhân ái làm sao mà ngoài cái tủ bánh mì này ra thì còn có như là mỗi một bệnh nhân được thêm một hộp sữa chẳng hạn. Có thể là chúng em sẽ làm cái số lượng nhiều hơn trong tuần thì chúng em có thể làm đến 3 buổi và có thêm những cái hình thức khác để mang cái tình cảm của chúng em đến cho người bệnh. Thùng bánh mì từ thiện không phải là cách làm mới, nhưng làm việc thiện thì chưa bao giờ muộn. Với Tuấn Anh và nhóm bạn của mình, tình yêu thương như đang được lan tỏa. Thưa quý vị và các bạn, những thùng bánh mì như thế này ngày một vơi đi thì niềm vui của nhóm thiện nguyện cũng như niềm vui của những người bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại đây ngày một đầy thêm. Những việc làm nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa như thế này rất cần được nhân rộng trong xã hội. Với chủ đề Hãy hành động để hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020, Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2018 kêu gọi mỗi người dân cần phải có hành động mạnh mẽ hơn trong việc phòng chống HIV/AIDS. Mục tiêu 90-90-90 có nghĩa là 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% người nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng virus và 90% người nhiễm HIV được điều trị sống khỏe mạnh. Tại tỉnh ta, tính đến hết tháng 9 năm 2018, lũy tích số người nhiễm HIV/AIDS được phát hiện là 1.674 người, trong đó số người nhiễm HIV đã tử vong là 830 người. 100% người nhiễm HIV/AIDS được hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế. Người nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng virus ARV đạt 91,1%. Thời gian tới, tỉnh ta sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, truyền thông về phòng chống HIV/AIDS, huy động mọi nguồn lực và sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, mỗi người dân và cộng đồng vào các hoạt động phòng chống HIV/AIDS. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn tỉnh ta có trên 1.300 người nghiện ma túy. Hệ lụy không chỉ gây tác động xấu đối với gia đình có người mắc nghiện mà còn ảnh hưởng chung đối với toàn xã hội. Để giải quyết bài toán này cần có sự vào cuộc tích cực của cả cộng đồng. Anh Nguyễn Như Sơn, trú tại thôn Phương Đường, xã Tư Dân, huyện Khoai Châu, là một trong số 23 người trên địa bàn tỉnh ta đã trở về từ cái chết trắng, cụm từ mà nhiều người thường nói về người nghiện ma túy. Sau khi mắc nghiện do sự rủ rê của chúng bạn và do thiếu kiểm soát bản thân, Sơn đã nhận được sự giúp đỡ của gia đình và chính quyền, đặc biệt là sự giúp đỡ của Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh bằng thuốc Silamex. Còn em thì thời gian đầu thì em vất vả lắm, có anh Hùng, em Hùng nên em biết, em quyết tâm là em quyết tâm. Lúc đầu ấy mệt mỏi lắm, cảm thấy như quậy, vật vã kinh lắm. Mình chăm sóc ăn uống từng bữa lúc mà mệt nhọc như này thì cho cái sức khỏe người ta nó sẽ khỏe lên. Em cũng cảm ơn đến rất là những người ở trung tâm đã mang lại cuộc sống cho em. Tương tự như anh Sơn, anh Nguyễn Văn Luân ở xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi cũng đoạn tuyệt được với ma túy nhờ sự nỗ lực của bản thân và cộng đồng. Đề án cai nghiện ma túy tại cộng đồng được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đã giúp nhiều người tìm lại được chính mình. Giúp việc cho Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cai nghiện, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tích cực chỉ đạo đôn đốc các đơn vị trực thuộc như Trung tâm Phòng chống các bệnh xã hội tỉnh, Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh. Qua 2 năm thực hiện, các đơn vị này đã cai nghiện thành công cho 23 trường hợp. Đề án không chỉ thể hiện sự hiệu quả về tính nhân văn trong chính sách xã hội của Đảng, Nhà nước đối với người mắc nghiện ma túy, mà còn giúp ổn định tình hình an ninh trật tự chung. Các cái đối tượng mà được hưởng thụ cái đề án này thì đã thực hiện rất là tốt các cái quy trình. Mặc dù cái số đối tượng nằm ở trong cái diện đề án được miễn thuốc thì còn ít so với lại cái đối tượng nghiện ma túy ở ngoài cộng đồng. Công tác cai nghiện ma túy thì nó cả một cái chiến lược rất là lâu dài. Chúng tôi cũng đề xuất với lại Ủy ban Nhân dân tỉnh là được phép cái xã hội hóa số đối tượng mà cai nghiện tự nguyện. Ngoài cái sự hỗ trợ bằng cái nguồn ngân sách, đối tượng cũng phải đóng góp một phần cái kinh phí để tạo cái trách nhiệm giúp cho cái người nghiện ma túy được có cái sự quyết tâm cao hơn nữa và cái sự thành công cao hơn nữa. 23 người cai nghiện thành công chỉ là con số quá nhỏ với trên 1.300 người mắc nghiện, nhưng đã thể hiện một phương pháp điều trị thành công. Để làm tốt công tác phòng chống sự gia tăng người nghiện ma túy, thì công tác tuyên truyền vận động tác hại của ma túy cũng như sự quan tâm của cả cộng đồng sẽ là yếu tố then chốt trong việc kiềm chế tệ nạn nhức nhối này. Trong tháng 11 năm 2018, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp trở lại. Toàn tỉnh đã xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, làm bị thương 1 người. So với tháng 10 năm 2018, số vụ tai nạn giao thông tăng 3 vụ, số người chết tăng 3 người và số người bị thương giảm 7 người. Nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông vẫn là do người tham gia giao thông không làm chủ tốc độ, đi sai phần đường, làn đường, tránh vượt xe sai quy định. Trong đó, huyện Văn Lâm và Khoái Châu, mỗi địa phương xảy ra 2 vụ. Các huyện Mỹ Hào, Yên Mỹ, Kim Đồng, Phù Cừ, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên, mỗi nơi xảy ra 1 vụ. Về công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông, trong tháng 11, lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính trên 1.700 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông với tổng số tiền phạt gần 3 tỷ đồng, tước 263 giấy phép lái xe và tạm giữ gần 800 phương tiện vi phạm. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Kim Động diễn biến phức tạp. Tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu trên quốc lộ 39 đi qua địa bàn huyện. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Kim Động đã xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, bị thương 12 người. Trong đó có 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 4 người, bị thương 4 người. Riêng trên quốc lộ 39 đã xảy ra 6 vụ, làm chết 6 người, làm bị thương 5 người. Nguyên nhân chính là do người điều khiển phương tiện không đi đúng làn đường, phần đường, tránh vượt sai quy định, không chú ý quan sát, qua đường không đảm bảo an toàn và không giữ khoảng cách an toàn. Ngoài nguyên nhân chủ quan do ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn kém, thì trên tuyến quốc lộ 39 còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Đặc biệt là tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông chưa được xử lý triệt để, một số công trình làm che khuất tầm nhìn, chưa được di rời. Và bây giờ chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự tối mai. Toàn tỉnh tinh giản được 1.220 cán bộ công chức viên chức. Thu ngân sách 11 tháng trên địa bàn tỉnh đạt gần 90% dự toán. Anh Đoàn Văn Hậu ở thôn Hải Yến, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho nông dân. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.